số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội. Con đây, đây là bệnh dẹp ăn trên lá non. Thì bệnh dẹp này từ đợt nọc cuối năm và ra mùa xuân thì cực kỳ nhiều con giận dẹp này. Nó sinh sôi này nở rất là nhanh. Thì bà con dùng thuốc Megacell hoặc siêu ni tốc mà con phun thì chết cả giận dẹp và sâu vẽ bùa, sâu ăn lá non thì bà con phun đều chết hết. Con này đặc biệt là phát triển vào đợt nọc cuối năm này và ra mùa xuân thì rất là nhiều. Con này thì thân mềm này thì dùng thuốc thì cũng dễ chết thôi, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây. Bà con để ý này, nọc quăn hết rồi này, hỏng hết cái đợt nọc này. Nên bà con lưu ý là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bắt đầu xuất hiện bà con đánh luôn nha. Bệnh này mà bà con hay gặp thì đó là cái bệnh giận. Giận trên lá non như thế này, nó nằm quăn đầu lá non như này. Thì bà con khi phát hiện ra ấy, là nọc non đã đánh phòng sâu với bùa. Và giận dẹp, mùa này thì có giận dẹp và lá non thì thường hay có sâu vết bùa. Đây là em vừa nói với anh trước là em đánh thuốc từ hôm qua. Vâng. Thì nó đã chết rồi, đã chết bệnh rồi. Và em sẽ cho anh xem. Đây em ngắt một cái bên cạnh đây nhé. Đây, nghĩa là cái con giận dẹp thì em quay gần để cho bà con xem là đây. Vâng. Nó nằm ở dưới kẽ lá và nó phát triển, nó nằm quăn lá để nó làm tổ ở trong. Nhưng hôm qua em đánh thuốc thì em đánh là thử hai cái loại thuốc. Một loại thì em biết nó rất là tốt rồi, bên vườn này em đánh là siêu ni tốc. À. Siêu ni tốc thì bây giờ anh nhìn đây, từ hôm qua đến hôm nay là cây là sạch, không còn một con nào sống nữa. Đây, nó vẫn nằm ở dưới kẽ lá đây, à. Con giận dẹp là như thế này. Nhưng mà nó đã chết sạch hết rồi đấy. Nhá. Còn bên vườn bên kia vừa xong em cho anh xem, mà hai anh em đi ở vườn cây bưởi diễn 1 năm tuổi ấy. À. Thì em đánh cái loại thuốc khác. Thì tí nữa về em sẽ cho anh xem cái tên thuốc, bởi vì trước khi mà em tư vấn cho bà con từ phân bón thuốc bảo vệ thực vật hay là cani để bón làm ngọt quả, em đều sử dụng trên vườn nhà em và vườn của một số bà con mà hợp tác với em để em triển khai và em cho ra kết quả chuẩn thì em mới tư vấn cho bà con là dùng. Ví dụ đây là cái dòng Megacell này, dòng siêu ni tốc Megacell thì trị cả bệnh này và dẹp sáp, bọ cánh cứng ăn lá non tháng 3, tháng 4 ấy, thì Megacell, những con bọ cánh cứng nó sẽ ăn như châu chấu ấy, nó ăn hết những cái lá non này này, thì là dùng Megacell. Megacell nó còn trị cũng như này, nó cũng trị cái này, nhưng mà nó trị còn nhiều hơn nữa cơ. Đấy, thì khi mà cái nọc nó lên nhú nhú thì bà con đã phải phun phòng. Và trên màn hình đây thì em sẽ cho bà con hai cái tên thuốc đấy. Còn em có rất nhiều cái loại thuốc để phòng chứng, phòng chi, nhưng mà em không thể cho lên được hết. Mà bắt đầu nó nhú đấy, nó nhú như này là phun phòng, bởi vì nó sẽ đẻ trứng vào những cái nụ này, kể cả sâu vẽ bùa này, giận này, dẹp này, thì nó sẽ đẻ trứng vào đây và nó làm tổ, nó nằm quăn lá này luôn. Thì nó sẽ ảnh hưởng, kể cả anh đánh chết rồi nhưng anh nhìn cái lá này nó xấu chưa. Đấy, thì còn những cái lá mà đấy, một cái bệnh mà khi mà bà con trồng lâu năm hoặc là mới trồng, đặc biệt là trên cây non và nọc non như này, thì cái bệnh mà cái lá mà nó nhăn nheo, nó quăn quăn ở mép lá này này, nhất là nọc non, thậm chí nó còn thối. Thì cái bệnh này em nói cho anh biết là nó bị con bọ trĩ chết hút từ lúc nó còn nọc nhú ra một tí, bé bé như này này này. Thì cái con bọ trĩ nó chích vào. Thì lá nó bị cái hiện tượng này. Nhưng mà cái vườn của em ấy, anh để ý là em với anh vừa nãy đi tìm mãi mới được một cái này làm ví dụ cho bà con. Tức là em đánh thuốc là nó định kỳ ấy, thì ít khi nào thấy có bệnh. Nhưng mà để tìm cho bà con biết là đây, cái bọ trĩ nó chích hút thì cái lá nó bị thương như thế này. Đấy, thì tất cả đều đánh thuốc bằng cái siêu ni tốc hoặc là Megacell
hoặc một số cái dòng thuốc mà trị sâu với bùa là nó chết hết. Vì cái những cái con mà chích hút này, bọ cánh cứng này, hay là những con sâu mềm như là sâu xanh các kiểu hay giận dẹp là đánh một loại thuốc chết. Nhưng mà đi mua thuốc ấy, nếu nhiều nhà vườn nó không biết ấy, nhiều nhà vườn không biết ấy, thì những cái người bán hàng ấy là người ta sẽ bảo ơi sâu với bùa anh phải mua thêm cái loại sâu chích hút hay cái gì là người ta bán thêm thuốc cho. Nhưng mà thực ra là một cái loại thuốc đấy nó đều trị được tất cả các loại bệnh bệnh ăn lá, nó trị được hết hợp tất rồi. Ừ, đúng rồi. Như chỗ khác là người ta là phải bán thêm mấy thứ thuốc để người ta lấy thêm lợi nhuận.